Hai các anh chị, chào mừng các anh chị đến với lại kênh Siêu Khỏe Watch của em. Thì em mới vừa về một 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 túi gồm vỏ, dây với lại mặt số nha các anh chị. Tất cả dòng đây là dòng của Seiko. Tất cả ở trên đây là của Seiko nha các anh chị. Thì em lên đây để em bán cho mấy anh em mà thợ lái nha, em bán cả lô nha, em không bán lẻ nha. Tại vì này cũng không bao nhiêu tiền mà bán lẻ ra rất là mệt. Cho nên là em bán cả lô này luôn. Nó tới nhiều, rất là nhiều. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 chiếc ở trên là có mặt số nha các anh chị. Đây, vỏ, dây. Dây là dây zin đi theo đồng hồ của Seiko. Vỏ, dây với lại mặt số bên trong. Thì các anh chị về tự bỏ máy hay làm cái gì, nói chung là em bán như vậy nè. Đó, đa số là vỏ, máy, dây là đi theo hết nha. Đây, dây Seiko đây. Đó, thì ở phía trên là 16 chiếc. Ở phía trên này là 16 chiếc là có cái mặt số bên trong nha các anh chị. 16 chiếc ở phía trên là có cái mặt số bên trong. Vỏ, dây đồ là zin đi theo luôn. Còn ở dưới đây là 2 4 6 8 10 12 14 16. Mấy cái này nữ bỏ. 16 cũng là 16 cái vỏ nhưng mà không có cái mặt thôi. Đa số là Seiko chặt gốc nha các anh chị. Seiko chặt gốc. Đó, đa số là Seiko chặt gốc. Thì các anh chị về mà làm lại thì lấy máy hay lấy những cái máy mà có những cái chiếc mà mặt vỏ bị hư á, hoặc là lấy dây. Đây. Đó, dây cũng là dây Seiko nha. Đó, là 16 cái. 16 cái vỏ không mặt, 16 cái vỏ có mặt. Và dây Seiko nè. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27. Ở đây thì dụng ráp lại cũng được 27. Rồi với lại ở đây là 7 cái dây chung nữa. 27 7 dây chung nữa. Đó. 27 cái dây Seiko rồi Citizen gì đó. Nó có khóa đầy đủ hết nè. Các anh chị nhìn nè, đầy đủ hết nha. Đó nè, có logo đầy đủ hết nè. Đó. Thì em bán cả cái này luôn. Là em bán 2 triệu 2 nha các anh chị. 2 triệu 2 cho các anh chị về thì tự xử muốn lấy gì đó lấy. Lấy mặt số, lấy dây, lấy vỏ, lấy mặt, lấy máy, lấy máy bỏ vô. Đó nè. Giống như vậy, nếu mà có cái máy bỏ vô cái là gọi là xong. Nè, có cái máy bỏ vô cái là xong. Đó. Rồi. Thì tự các anh chị tính toán lại, giá em đang bán là 2 triệu rưỡi cho cả cái lô này nha. Rồi, các anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cho em, số điện thoại em có để ở bên dưới này nè. Cách thức giao dịch thì các anh chị cứ chuyển khoản cho em rồi em sẽ gửi hàng luôn nha. Cái này nó rất là nặng cho nên là em sẽ gửi chậm nha các anh chị. Phí ship thì em lo nhưng mà em sẽ gửi chậm, không gửi nhanh được. Còn anh chị nào ở Sài Gòn thì em cho giao luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem tới cuối clip.